Nếu buổi training đầu tiên Tổng Giám đốc Duy Nguyễn xác định phương hướng lâu dài cho tập thể PT, thể hình Online Gym Center, tiến thẳng vào thị trường PT với nền tảng là giáo án thể hình Duy Nguyễn Gym Phổ, thì buổi training thứ hai, thầy Duy Nguyễn tiếp tục hướng các PT trẻ đến xây dựng thương hiệu cá nhân cho chính mình. Là một PT, các bạn cần vun đắp hình ảnh cá nhân để tạo ấn tượng đối với khách hàng. Đây là một trong những khâu quan trọng để làm một PT dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ cho mục đích PR cá nhân và mục tiêu đánh bóng hình ảnh thương hiệu THOL Gym Center nói chung. Thì bây giờ hình ảnh chúng ta làm business, chúng ta làm kinh doanh, thì business của công ty là cái chung, còn cái của tụi em là những cái business riêng, nhỏ lẻ. Tất nhiên tụi em phải phát triển hình ảnh thương hiệu cá nhân của tụi em. Các bạn PT nhiệt tình đưa ra những chiến lược PR cá nhân, đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm từ Tổng Giám đốc Duy Nguyễn truyền đạt. Có vậy có nên tạo fanpage về làm tốt account cá nhân trước. Em phải làm tốt account cá nhân trước. Chia sẻ những hoạt động của tụi em. Hoạt động trong ngày, hoạt động tập luyện. Giống như anh đó, tập một rep thôi, post lên. Xong trong rep mình muốn thổi cái thông điệp vào gì đó mình thổi. Quay lại với nội dung chính liên quan đến giáo án thể hình, Duy Nguyễn đi sâu vào phần nội dung các bài tập như động tác đúng, thứ tự bài tập trong một số buổi tập, số set rep giữa nam và nữ. Anh tóm lược cho em được những ý quan trọng nhất. Thứ nhất là làm nóng cơ thể, chống khô khớp. Đó. Thì chúng ta phải làm nóng cơ, làm khớp nó ra chất nhờn, nó sẽ không bị chấn thương trong quá trình tập. Đó. Hạn chế chấn thương, an toàn tập luyện, tạo sự hưng phấn. Người mình nó nóng là mình mới hưng phấn được. Một người thầy trong ngành thể hình, Tổng Giám đốc Duy Nguyễn đã đặt ra những câu hỏi chuyên môn cực kỳ bổ ích để các bạn PT trả lời, thể hiện sự hiểu biết và vốn kiến thức cần có đối với mỗi PT. Điển hình, một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng mà bất cứ PT nào cũng cần phải hiểu và đủ lý lẽ để giải thích cho khách tập như: tại sao sau khi tập nặng không nên uống whey ngay lập tức? Hôm nay giờ em giải thích tao, chị tập chưa xong chị đừng uống whey. Thôi tôi về tôi mệt rồi tôi xong rồi đó. Để cho cơ nó hiểu là để... Tại vì lúc mà mình tập nặng đó, thì máu nó sẽ dồn vô cơ rất là nhiều. Rồi. Nó sẽ dồn vô cơ. Ừ. Là nếu như là khi mà mình uống nhiều nước hoặc mình ăn thì cái gì đó vô á, thì nó... Nếu mà nói theo dân dã bình thường thì nó muốn nhợn ra luôn á. Uống không nổi. Ừ, máu dồn vô cơ, ta thấy đúng về mặt sinh học rồi đó. Tiếp tục với những kiến thức chuyên môn, thầy Duy giải thích cho các bạn PT hiểu hơn về nguồn năng lượng ATP, bao gồm những nhân tố nào, khi nào sử dụng creatine, carb, fat trong hoạt động cơ bắp. Tất cả các động tác luyện tập đều cô đọng lại tại cơ chế, căng cơ và yếm khí. Vậy căng cơ, yếm khí là gì? Lúc nào cần căng cơ và yếm khí? Em có thể tưởng tượng như nè. ATP là một cái quả cầu tròn vậy. Quả cầu tròn đơn vị là một ATP. Để nói cho tụi em hiểu thôi nha. Rồi, để cho cái quả cầu này nó đầy năng lượng thì nó phải bơm năng lượng vô từ ba nguồn. Nguồn đầu tiên là nguồn creatine, nguồn thứ hai là nguồn carb. Nguồn thứ ba là nguồn fat. Vậy thì trong ba nguồn đó nguồn nào năng lượng nhiều nhất? Creatine nó sẽ mạnh nhất. Đúng, rồi tới carb, rồi tới fat. Làm PT phải hiểu những cơ chế này và hiểu khi sử dụng năng lượng creatine, carb, fat thì yếm khí hay hiếu khí. Qua bài giảng và những câu hỏi Duy Nguyễn đặt ra, ta nhận thấy thể hình không chỉ là nâng tạ và hạ tạ. Thể hình là một bộ môn cần sự am hiểu về sinh học, một PT giỏi phải hiểu và thấm những cơ chế hoạt động của bộ máy cơ thể con người. Đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc, Tổng Giám đốc Duy Nguyễn luôn là người thầy mở đối với học trò. Các bạn PT kết thúc buổi 2 bằng phần đặt câu hỏi và thầy Duy trả lời.